Tình hình là mai tôi với cả vợ con tôi quay lại Nhật các bạn ạ. Mà giờ thấy ở đâu cũng chuẩn bị động đất, chuẩn bị sóng thần. Xong rồi hội bạn tôi ở bên Nhật ấy, có một cái nhóm, bọn nó nhắn tin vào đấy bảo bây giờ không mua được cả nước lọc, không mua được giấy vệ sinh và không mua được cả gạo các bạn. Hay là bây giờ mình cứ từ từ rồi mình đi Nhật có được không nhỉ? Hay là mình bỏ hết cả quần áo ở lại đi. Mình mang hẳn một thùng mì hay là mình mang hẳn một vali toàn mì đi sang đi nhỉ? Người ta mới chỉ đang dự đoán là sẽ có một siêu động đất nhá. Nhưng mà ngày hôm qua thì phải, bạn tôi cũng đã chia sẻ là ở khu vực Kanagawa này và khu vực kiểu như là Tokyo và Saitama thì có động đất rồi các bạn. Và nó phát cảnh báo hú inh ỏi ở Mỹ luôn. Ở Nhật Bản ấy, khi mà có thông tin chuẩn bị có động đất hoặc sóng thần ấy, là thứ nhất là người ta đi gom đồ, gom lương thực, gom hết cái gì gom được gom hết. Xong rồi chuẩn bị ba lô các thứ để mà khi mà cần di tản thì di tản luôn. Động đất thì khả năng là sẽ xảy ra cao. Thì hy vọng là các bạn nào mà nhà gần biển ấy thì các bạn sớm tìm cho mình được các cái chỗ để mà di tản. Trong trường hợp mà không biết đi đâu ấy thì nếu nhà ai có nhà hoặc có bạn ở tỉnh Gunma ấy, đấy, thì các bạn có thể tới nha. Gunma nó là cái vùng chảo, nó không sợ bị sóng thần đánh vào đâu. Hẹn mọi người ở bên Nhật nha. Mình nói thật với các bạn luôn, ở cái video kia mình chỉ muốn cảnh báo các bạn thôi. Nhưng mà rất là nhiều người comment như thế này. Thậm chí còn nhiều người comment là chỗ em có làm sao đâu, gạo, nước, các thứ vẫn đầy đủ. Tất nhiên ở những cái chỗ mà nó bị làm sao ấy thì nó mới không có gạo, không có nước, không có các thứ chứ. Cái chuyện là có gạo, có nước hay không các bạn đọc comment là các bạn biết mà các bạn. Để hiểu đơn giản như thế này nhá, là cái cảnh báo động đất lần này ấy, là nó sẽ là động đất ở ngoài biển. Và khi mà động đất ấy, thì nó sẽ gây ra cái sóng thần. Nên là cái mà tôi muốn báo là các bác nào ấy mà nhà ở gần biển ấy, đặc biệt là khu vực phía bên tay phải ấy, của Nhật ấy, thì các bác nên cẩn thận. Chứ tôi không có muốn lên so đo một chỗ một lát là ở đây có, ở kia không có, không phải như thế. 2011 thảm họa kép sóng thần ở Fukushima. Các bạn nào đi Fukushima các bạn sẽ biết là người dân người ta rất là ân hận về một việc, các bạn biết là gì không ạ? Đó là số người mà mất do cái thảm họa đó là do người ta chủ quan. Tức nghĩa là sao? Khi mà nhận được thông báo ấy là người ta đã đi di tản rồi. Và sau khi đợi quá lâu ấy thì người ta bắt đầu quay lại thành phố các bạn. Và cái lúc đấy mới là cái lúc mà ăn đủ. Các bạn thấy mấy cái video mà người ta đứng ở trên nhà người ta quay nước tràn vào không? Đó, đó là chủ quan đó. Xong rồi mình thấy có ông còn bảo comment chứ, dự đoán thì chỉ đúng 50% thôi. Thế giả dụ nó rơi vào 50% còn lại thì các bạn định như thế nào? Hả? Tập bơi à? Các bạn phải hiểu một điều là không ngẫu nhiên tự nhiên chính phủ Nhật Bản người ta phát ra thông báo đấy đâu. Người ta không lứng lừng lừng lên như thế đâu. Mình còn ghi nhận được rất là nhiều trường hợp người ta bảo chứ, đây ấy, nó là một cái thuyết âm mưu. Nào là tồn đọng hàng hóa, người dân không chịu đi mua hàng. Xong bắt đầu người ta phát ra cảnh báo thì người dân người ta đi tích trữ. Nghe cũng hợp lý đấy nha, hợp lý lắm. Mình nhắc lại nhá, nhiều chỗ vẫn mua được đồ bình thường. Nhưng mà có những chỗ không mua được bất cứ một cái gì nữa rồi. Và thậm chí là bây giờ người ta đang phải tập dượt, diễn tập rồi thì tập luyện cái việc di tản nhá. Tôi nói thật với các bạn này, nếu mà trong trường hợp nó xảy ra động đất ở ngoài biển thật ấy thì chắc chỉ vài phút thôi nhá. Sóng nó đánh vào thì không còn cái gì đâu. Đừng có chủ quan nhá. Thật là cảm giác. À em ơi, anh có nên bọc mochi lại mấy cái con Gundam của anh không? Thì động đất nhỡ nó đổ sao? Cho đổ hết, đổ chán hết rồi đường. Thôi im một đi.